Hyundai i10 2020 đã chính thức xuất hiện tại thị trường Ấn Độ và sẽ sớm có mặt tại Việt Nam. Theo nguồn thông tin chính thức từ Hyundai thành công, hãy cùng xem xét mẫu xe này có gì cải tiến so với Hyundai i10 2019 đang được bán tại Việt Nam. So với thế hệ cũ, Hyundai Grand i10 Nios 2020 được sản xuất lột xác ngoại thất và bổ sung nhiều trang thiết bị công nghệ tiện ích trên xe. Một trong những thay đổi lớn nhất dễ dàng nhận thấy trên Grand i10 Nios 2020 chính là phần đầu phía trước của xe. Cụ thể là khu vực lưới tản nhiệt được bổ sung thêm hai đèn chiếu sáng ban ngày, các khe hút gió lớn hơn, thêm một chi tiết nhỏ là nắp capo nổi bật với đường gân dập nổi, trông xe cứng cáp và mạnh mẽ hơn. Hyundai Grand i10 Nios 2020 được trang bị đèn pha projector, đèn sương mù, anten với cá mập. Một điểm khác biệt của i10 Nios 2020 là tấm ốp nhựa màu đen ở khu vực cánh cửa đã bị loại bỏ. Ở phía sau, cụm đèn hậu của i10 Nios 2020 lớn hơn i10 cũ và ăn sâu vào nắp capo. Ngoài ra có thêm một tấm nẹp màu bạc và cánh gió có thêm anten dạng vây cá. Nếu như i10 thế hệ cũ sử dụng bánh xe 14 inch thì sang tới thế hệ mới, nhà sản xuất đã trang bị cho xe loại 15 inch với bề mặt cắt kim cương khá bắt mắt. Về thông số kỹ thuật, Hyundai Grand i10 Nios 2020 có chiều dài là 3.805mm, rộng là 1.680mm và cao là 1.520mm. So với thế hệ cũ, phiên bản mới dài hơn 40mm và rộng hơn 20mm, còn chiều cao thì tương đương nhau. Chiều dài cơ sở của i10 Nios là 2.450mm, tăng thêm 25mm, mang lại không gian cabin rộng rãi hơn so với bản cũ. Ngoài những thay đổi bên ngoài, nội thất của i10 Nios 2020 cũng được cải tiến hơn so với thế hệ cũ, chính là màn hình thông tin giải trí ở trung tâm. Cụ thể, i10 Nios 2020 sử dụng loại màn hình 8 inch thay cho loại 7 inch cũ, đồng thời tích hợp hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Tiếp đến là vô lăng kiểu mới, cụm đồng hồ kỹ thuật số 5.3 inch, sạc không dây, hệ thống âm thanh cao cấp Agami, bộ sạc USB và ổ cắm điện cho ghế sau. Trên thế hệ mới, dung tích khối hành lý đã đạt lên con số 260 lít, trong khi trên thế hệ cũ chỉ là 256 lít. Hyundai Grand i10 2020 và i10 thế hệ cũ vẫn sử dụng loại động cơ xăng cấp 1.2 lít, có công suất 82 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 114 nm tại 4.000 vòng trên phút. Các trang bị tính năng an toàn tiêu chuẩn trên i10 Nios 2020 và thế hệ cũ gồm chống bó phanh ABS và phân phối lực phanh điện tử EBD, túi khí kép phía trước, cảm biến động xe phía sau, hệ thống cảnh báo tốc độ. Riêng Hyundai Grand i10 Nios 2020 còn được bổ sung thêm khóa cửa tự động cảm biến tốc độ và cảnh báo dừng khẩn cấp. Dự kiến mẫu xe đô thị giá rẻ Hyundai Grand i10 Nios sẽ ra mắt tới khách hàng tại thị trường Ấn Độ vào ngày 20 tháng 8 và sẽ được triển khai tại Việt Nam dự kiến cuối năm 2020.